Xin chào toàn thể anh em. Mình có ba cái nồi inox Nhật nè anh em. Nồi này cái nồi kho thạch nè. Đây là quánh ha. Quánh Nhật nha, còn tem luôn. Còn đây là cái nồi nấu canh nha anh em. Ba nồi này đều là nắp nắp kín hết nha. Còn mới đẹp nha. C20 nồi kho thạch C20 sâu 11 phân. Còn đây là cái quánh nha, C20 sâu 9 phân nha. Đây là cái nồi nấu canh nha nè, sâu 21 phân. C21 phân ha, sâu 11 phân nha anh em. Rồi anh em nào có nhu cầu lấy ba cái nồi này về dùng gia đình thì liên hệ với mình nha. Nồi inox Nhật, nắp kính, dùng ra dùng từ ok.